Em với anh Hòa là cũng hợp tác nhiều phim rồi, cho nên là cũng hiểu ý nhau. Lúc đầu là cũng hơi hoang mang là không biết anh Thái Hòa có dám nhận hay không cái vai mà người lớn như vậy. Nhưng mà khi gặp anh Thái Hòa, kể cho anh Thái Hòa nghe cái câu chuyện về hai cha con, Trang nhớ không lầm là chỉ đâu gói gọn đâu 10 câu thôi về cái câu chuyện tình cảm của hai cha con thôi, thì anh Thái Hòa đã nhận lời đóng cái phim này. Khi mình nghe Thu Trang nói sơ về câu chuyện thì mình cũng thích. Cái nhân vật nó cũng nhiều cảm xúc, và cái mà để người khán giả người ta đồng cảm với ông Xỉn là cái hoàn cảnh. Anh nghĩ cha nào thì cũng thương con, nhưng mà nó có cái nhân vật ông Xỉn nó có một số vấn đề thì ông chưa vượt qua được. Trong bộ phim này thì Trang thấy là con nhóc và ông Xỉn là hai cha con rất là yêu nhau, thương nhau, mặc dù bên ngoài là gây nhau suốt ngày. 5-7 tuổi là tôi mất mẹ rồi nè. Tôi sống như chó quay mèo quay ngoài đường á. Nếu như mà ba nuôi tôi đàng hoàng á, tôi đã khác rồi, tôi đâu có giống như bây giờ. Ba làm gì vậy ba? Vì cái cảnh đó Trang nhớ là anh Hòa tự tát mình á, tự tát mình nhưng mà tát rất là nhiều. Và anh Hòa là một cái người mà diễn rất là thật, tát là tát thiệt. Tát là mình một hồi mình thấy cái da anh Hòa bị đỏ, bị rát á, mình nhìn là mình thấy luôn đó. Là hai cha con trong phim đều rất là kỳ cục, đầy khuyết điểm. Đó, và hai cha con rất là yêu thương nhau nhưng mà không biết cách, và hai cha con đều sai hết trong cách yêu thương, cách sống. Thành ra là sau đó thì hai cha con là vì yêu thương nhau nên là cùng nhau thay đổi để được có một số cha con hạnh phúc hơn. Nhóc là một cái người sao ta, đầu đường xó chợ, có thể là đánh lộn, có thể chửi cái mỏ rất hổn, chửi người này chửi người kia, đánh lộn không sợ bất cứ người nào hết. Nhưng mà khi về nhà, mặc dù là có gây với ba nhưng mà trong thâm tâm rất là sợ ba, rất là sợ ba mình và rất là thương ba mình và rất có hiếu. Rồi hy vọng là khi mà khán giả mà họ coi, họ sẽ đồng cảm được cái chuyện hai cha con. Ở trong bộ phim Con Nhóc Mất Chồng thì các bạn sẽ nhìn thấy được về những cái tình cảm gia đình, về mối quan hệ giữa nhóc và nhân vật cha. Cái câu mà đắt giá của em là tôi thương ba, vì ba mất rồi. Em coi em rất là nhớ ba. Cái bộ phim bắt đảng khiến cho em cảm nhận được là em rất muốn nói câu này với ba mà không chịu nói. Nhưng mà sự rất cảm ơn mọi người đã cho em một cảm giác là lâu mà chưa có thể. Lòng khi mà coi được cảnh đó, mình cảm nhận được cái tình yêu của người cha dành cho đứa con gái mình, nó tuyệt vời lắm. Nó đơn giản mà nó được là đẹp. Cha đã phải cố gắng một mình chịu đựng để con ước mơ. Cha đã phải cố gắng làm tròn phần mẹ bên con đến giờ. Bà quyết định, bà thay đổi để ba được làm ba của con. Tôi thương ba.